trong phòng mình đây có ai cảm thấy tiếng Anh của mình không tốt? Không phải là nghe nói luôn chứ. Thế vậy à? Chứ nghe không? Ai cũng cảm thấy tiếng Anh của mình chưa hay lắm. Như vậy à? Ai cảm thấy đang sợ về tiếng Anh của mình hiện tại, lo lắng về trình độ tiếng Anh của mình hiện tại? Vẫn còn nhiều. 2 năm rưỡi trước đây mình đi chăng các bạn, và mình e rằng là cái mức độ mình còn tệ hơn các bạn, bởi vì các bạn có 3 người bạn cùng được 8.0 IELTS không? 3 người bạn thân nhất với mình đều được 8.0 IELTS, và đó là một nỗi sợ hãi rất lớn với mình khi mình không biết gì về nghe tiếng Anh. Nói thì hầu như chỉ có mình hiểu, còn những người nghe mình nói là và càng đi ra ngoài thì mình càng sợ, vì xung quanh quá rất nhiều người hỏi là mình bị ám bệnh với cái nỗi sợ đó. Rồi rất may là các bạn không có người bạn thân nào giỏi như vậy, và mình không chỉ có một con đấy, có thành 3 người, một thằng con trai và 2 đứa con gái. Vậy thì giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Chúng ta thật sự phải suy nghĩ lại cái việc chúng ta đang học á, giống như chúng ta đang đi trên một con đường vậy. Có một đứa bé 5 tuổi, nó chạy về nhà và nói với bố mẹ: "Ui, bố mẹ ơi, con lo quá." 5 tuổi thôi nhá. Thì bố mẹ mới hỏi: "Con lo chi rồi con?" "Dạ, con 5 tuổi rồi mà 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Việt chưa thành thạo đấy." Có bạn cười, có bạn cười to, có bạn cười ít, nhưng mà các bạn nghĩ ra mọi người đang bị mắc tâm lý giống đứa trẻ vậy. Khi các bạn nhớ là vào đúng cái thời điểm mà các bạn học đúng đúng cách với tiếng Anh, đó chính là cái thời điểm mà bạn bắt đầu cái con đường của mình. Vậy thì khi mà mình mới bắt đầu á, thì mình chỉ là ở thời điểm đó thôi, mình không thể so với những người ta đã đi đến cuối con đường được, mà mình đi con đường của mình đó. Và mình mới bắt đầu thì mình giống đứa bé 5 tuổi đó, mình không thể đòi hỏi mình thành thạo bộ kỹ năng ở cái thời điểm bắt đầu và phải bước tiếp con đường của mình. Và hôm nay á, mình chia sẻ cái năm cái hành động của mình để làm sao để giữ được niềm vui trên suốt con đường đó. Ok à, ok rồi, bây giờ ta xác định là ta đang đi một con đường á. Ví dụ bây giờ mình đang ở đây, đây là top này, giờ mình muốn đi lên trên kia, thì theo các bạn mục tiêu hay là phương pháp là cái để quan trọng hơn để mà có thể đi được đến cái đỉnh trên đó? Ai cũng nghĩ là phương pháp à, có ai mục tiêu không? À, may có 2 người bạn mục tiêu, là có rất nhiều người là đi theo phương pháp 7/10, còn 3 phần là đi theo mục tiêu. Về phương pháp mình rất là đồng ý, và phương pháp đó như thế nào thì các bạn đã được học qua với chị Hằng rồi. Phương pháp cực kỳ quan trọng, nhưng mà mình cho mình hỏi nhé, bạn có chắc ăn 100% là và sẽ đảm bảo, mặc dù bạn biết phương pháp đúng nhất, nhưng mình tiếp tục giữ được nguồn năng lượng để có thể duy trì phương pháp đó trong thời gian dài cho đến lúc đi được đến đích không? Cái này không chắc lắm, cái này là vài người lắc đầu rồi. Học giống như là mình tập thể dục để lấy cơ bắp vậy. À, có những bài tập tập khởi động này, đứng tĩnh này, đưa bắp, ai cũng biết phải làm như thế, nhưng có đủ kiên nhẫn để đi theo được đến cùng, không bỏ cuộc, đó là điều quan trọng. Thì mục tiêu có thay đổi được chuyện đó không? Mọi người nghĩ sao? Ok, mục tiêu học tại em gọi mục tiêu phổ biến: I want to speak English better, to have more chances to promote my career. Ok, một mục tiêu. Second, I want to study abroad or move to English country like Australia or America or England to have a better life. Ok, mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ ba: chị ơi, em không có IELTS 5.5, không có bằng tốt nghiệp. Mình biết có nhiều trường đại học như vậy, và các bạn cảm giác như có những mục tiêu rất lớn và dẫn các bạn lên trên kia. Mình sẽ chia sẻ cho bạn một câu chuyện. Các bạn biết là những cái công nhân của Việt Nam cực kỳ lành nghề, đặc biệt là ví dụ như thợ mộc, thợ nê, thợ hàn này kia rồi đó. Và cách đây 3 4 năm á, thì việc mà các cái công nhân lành nghề ở Việt Nam đi sang Úc để làm việc bên đó rất là dễ, vì chỉ cần ghi vào hồ sơ vocational English là các bạn đã đủ điều kiện để đi. Và lúc đó là chính phủ Úc có cực kỳ thiếu người nên đi rất là dễ. Nhưng sau khi đó sang đó làm việc, các bạn là biết là những cái ông chủ Úc là mê công nhân Việt Nam một cách như điều độ, bởi vì công nhân Úc á, làm việc 8 năm 10 năm thì chỉ để sử dụng những máy móc đơn giản thôi, và công nhân Việt Nam vì tay nghề thì thợ mộc á, rất là thanh thạo, và họ cực kỳ mê, họ trả lương rất cao cho vợ vào làm thế mà đó, tạo điều kiện cho con cái ăn học kia.
Nhưng mà hết thời hạn cái visa làm việc đó, những cái công dân này nếu mà không thi được cái PR, tức là cái mà cư trú vị viện tại Úc, thì các công nhân đó quay về nữa. Các bạn từ từ nhé, nếu một thơ mộng ở Việt Nam thì kiếm được bao nhiêu tiền? Khoảng 10 triệu, 15 triệu một tháng là giỏi đúng không? Còn nếu ở bên Úc cùng với an sinh xã hội, công nhân đó có thể đạt được lương được khoảng 1 tỷ một năm và cuộc sống rất thoải mái. Và sống ở bên đó, công ty cho tiền đi học, các thời gian đi học xung quanh môi trường toàn là người Úc. Và mọi anh đã đang đối mặt với áp lực, đó là nếu mà không thi được IELTS 4.5, bạn nhận 4.5 thôi là rất thấp nhất, có nghĩa là lãnh sự là nhân nhượng hết cỡ, chỉ cần 4.5 cái mức giao tiếp căn bản nhất là lãnh sự sẽ cho anh ở lại và trở thành được quyền cư trú vĩnh viễn. Không làm được, sau thời gian nỗ lực không lời cuối cùng phải trở về Việt Nam, trở lại cuộc sống bình thường. Và cả bạn biết là những cái visa đi làm này nó không có lâu dài, đi chỉ đi một lần thôi. Vậy cái mục tiêu là lớn đến mức độ như vậy, một cái tương lai hứa hẹn là cả gia đình như vậy, sống trong môi trường toán thôi đúng không, vẫn không học được. Tại sao vậy? Về thì mình nghĩ ngờ rằng mục tiêu có lẽ là chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất để có thể đi được trên con đường dài này, đi được đến đích. Về cái đó là gì? Theo mình nghĩ và mình đã chứng kiến rất là nhiều, đó chính là niềm vui, là cảm xúc khi đi trên con đường này. Vậy thì đạt được điều đó như thế nào? Đi trên con đường này á, đầu tiên các bạn phải xác định á, đây đúng là thực sự là đang đi được. Khi mình mới khởi động thì mình đi đến đây, mình đi lên đây, mình đi lên đây. Và một giây phút các bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn nhất, tuyệt vời nhất với mình lúc đó. Ngày hôm nay có thể phát âm đúng chữ âm phơ thôi. Ok, I did good job. Excellent. I'm amazing today. Oh, I'm so handsome. I'm so beautiful today. Một cái thành công nhỏ, tất cách khen người bản thân, celebrate mình. Mình biết rằng là văn hóa Việt Nam thì rất khiêm tốn, cho nên là thì anh của em dở lắm, đó là câu nói mà gặp được 99% thì mà thì anh em yếu lắm. Các bạn tại sao mà đang khổ mình như vậy? Mình đang đi đường cơ mà, giống như cái đứa bé 5 tuổi kia, mình đang đi đường cơ mà. Tại sao cứ nghịch so sánh mình với những người 8.0, 9.0 hay như vậy? Đừng như vậy. Mình đang ở đâu thì hãy ở đó. Cái vấn đề tư tưởng rất quan trọng. Mình xác định mình đang ở đó và sống, mình cảm thấy tự hào nhất, tròn vẹn nhất với cái mình ở lúc đó. Rồi cái vấn đề thứ hai, vấn đề tư tưởng là gì? Đó là mọi người thấy, mọi người đi xe máy trên đường không? Mỗi người một phương tiện. Có cái thằng mà đi xe phân khối lớn đó, một cái rồi bây giờ nó rét tố thật nặng, rồi phóng thẳng của mình đi. Thở bụng.
as I said, 2013.